Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Game Đồng Hợp của mình nha. Các bạn ơi, đây các bạn thấy không? Ở trước mắt mình các bạn thấy đây là một con xe Zimba cầu khá là đẹp. Con này đời cổ của Liên Xô sản xuất ạ. Và con này thì nó giống kiểu là thằng Kamaz. Số hiệu là 10142. Và này chở gỗ trong rừng thì khá là khỏe. Nó động dẫn 3 cầu nha, 3 cầu luôn. Cầu trước và 2 cầu đẩy. Con này thì các bạn, đây là con đầu kéo Hino, không phải, đúng rồi, đầu kéo Hino. Đây con này nữa, toàn đầu kéo đẹp. Giờ mình phải chơi được, có tiền mới mua được những cái thứ đó. Và bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ vào camera thôi nào. Bây giờ mình sẽ chọn đường, hay chọn đường rừng đi. Đường rừng đi nó khá là hay, tại vì sao? Cái đường rừng á, là mình rất là cảm khi mình lái xe mình cảm giác là nó rất là ok. Tại vì khi vừa đi chậm này, phần nữa là nó mang cái kiểu là đây này, cái góc cạnh các bạn thấy chưa, đó khá là đẹp. Rồi chúng ta đi nào. Đây ngừa nhé mọi người, đây là đó ngừa đó, đây là ông lái xe này, treo lên xe đây, ok. Và đề máy nè, giờ chúng ta sẽ được phép chọn những cái mặt hàng để chúng ta chở, và những cái mặt hàng này thì nó sẽ kèm theo giá tiền thì phải không. Bây giờ mình sẽ chở cái mặt hàng nó dễ chở hơn nhé. Đây đúng rồi, đây là những cái mặt hàng mà kèm theo giá tiền. Đây mình chọn cái 2000 này đi. Cái này chắc là tiền nhiều hơn vì nó. Ô, đúng rồi. Chở cái số lượng như này nhưng mà chúng ta không được làm rơi, nào rơi thì chúng ta sẽ bị trừ điểm. Và bây giờ không, chúng ta dễ hướng nào đây? Đó, rất cập cảnh. Đây bị ấy rồi. Chở cái này khá là khó mọi người ạ. Nó chỉ sóc ra cái thôi là chúng ta lại bị trở lại ngay. Và cái thời gian của chúng ta để đến địa điểm giao hàng thì nó tầm được khoảng 3 phút. Và chúng ta đã trải qua mấy chục giây rồi. Thế là cần phải đi cẩn thận. Đây là cái con đường khá nguy hiểm. Không phải là nguy hiểm lắm đâu, nhưng mà cái cơ bản là đường nó gập ghềnh. Nếu mà chúng ta đi chậm quá thì không đủ thời gian để giao hàng. Và không đủ thời gian giao hàng thì đây là đèn này các bạn thấy không? Không đủ thời gian giao hàng thì chết rồi. Đây mình sẽ chơi đúng rồi. Chuyển qua cái thằng này. Nó hay hơn này. Ôi tí nó đổ kìa. Úi giời ơi. Hiểm chưa? Bạn thấy không? Mình chỉ mãi nói chuyện một lúc thôi mà đã gần như là xuống hố rồi. À, bây giờ mình không nói nhiều nữa và tập trung vào cái đường đi nhé mọi người nhé. Coi này. Ô, coi sao tí rồi. Đây là đèn pha. Chúng ta có rất là nhiều chế độ lái. Chế độ mũi tên này thì các bạn lái sẽ quen tay hơn. Vì khi chúng ta dùng cái vô lăng á, thì nó rất là khó. Trườn trên cái màn điện thoại thì khá là khó. Và bây giờ không nói nhiều nữa. Chúng ta gần như là hết thời gian mà còn một. Thì 1 phút 30 giây nữa thôi. Còi nó hư à? À đây. Đây là món hàng chở khá là nặng nề. Và số tiền để mà trả cho cục hàng này là nó tầm khoảng 2000. Thế nên chúng ta phải đi cẩn thận. Các bạn thấy không? Đường tuyết khá là nhiều tuyết. Và ở đây thì những cái vách núi giá là rất là hiểm trở. Để mà đi được trên con đường như này thì chúng ta cần phải cứng tay lái và có kinh nghiệm đi trên đường đèo. Ui ôi, mãi nói quá, bây giờ chúng ta làm sao? Ui còn 50 mấy giây thôi các ông ơi. Bác tài nhanh thử thế nào. Trên thùng xe của chúng ta thì nó tầm khoảng 2-4-6 cái hộp thùng này. Mình đoán là thùng rượu nho đó. Là chúng ta đi cái tốc độ này thì không biết bao giờ nó mới đến được điểm giao hàng đây. Ui đường này thấy chưa, đường rất bé này. Vừa bé vừa phần nữa sóc nên là cái hộp kia nó nhảy ra khỏi thùng xe là chúng ta phải chơi lại từ ban đầu. Mình nghĩ rằng mình phải tăng tốc lên thôi. Gần đến nơi giao hàng rồi mà thời gian chưa đến nơi giao hàng mà thời gian đã gần hết rồi. Kiểu này hơi khó này. Ui kìa, còn đúng mấy giây nữa thôi. Trời ơi, quá ngại ngùng.
Giờ mình sẽ chở cái món hàng khác. Món hàng này khá là, mình sẽ chở món hàng khác đi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn món hàng, mình không chở cái đó nữa, cái đó khá là gập vò. Cái này chắc là dễ hơn này, có 1.600 đô này. Tại vì cái thời gian rồi bắt đầu là bây giờ chúng ta có 3 phút rưỡi mọi người nhé. Cái này theo mình nghĩ thì nó không bị đổ nhiều đâu. Cái thùng kia vừa lấy nó cực kỳ là mình đổi chế độ này nè. Cái này nó nằm bẹp, nó không bị làm tròn như vưởng lẫy, cho nên là dễ dàng hơn. Mình đi cảm giác nó tuyệt vời hơn, nó không bị lăn. Vừa nãy mình sợ nó lăn cái thùng xuống thôi, chứ không thì chúng ta chuẩn bị quả đấy là chúng ta lên đến đích là đúng rồi đấy, là vừa kịp thời gian. Chỉ lúc đấy chỉ cho mình tầm khoảng 7 giây thôi, 7 giây nữa là ok, cũng là vừa đến cổng hết. Tùy theo mặt hàng để chúng ta chạy ở trên những cung đường như thế này, ví dụ mặt hàng vừa đấy thì chúng ta cần phải sự khéo léo và nhanh nhẹn và sự khéo léo và bền bỉ nữa. Còn cái mặt hàng này thì nó làm theo cái kiểu là nằm rúm bẹp thì khả năng cao là không cần phải nắn nót nhiều đến thế đâu. Các bạn thấy chưa? Không thêm độ. Tốc độ khá là chậm, tại vì chở lặng mà trên cái đường tuyết này thì các bạn biết rồi, khá là khó điều khiển, khó cực kỳ luôn. Ở trong cái bản game này thì mình thích nhất là cái giao diện của cái đồ họa của trò chơi này, nó khá là đẹp, đẹp mắt. Và cái thùng xe và cái xe nữa nó cũng khá là dễ điều khiển, đầy đủ chức năng còi camera lùi, rồi có cả xi nhan, vô lăng tay lái, số lùi số re, đó đó là một trong. Ô, các bạn thấy không? Rất tiếc mãi nói chuyện mà về đến gần đến nơi rồi, gần đến cổng ở đấy mọi người ạ. Chúng ta lại bị vấp, là vì vẫn bị sai lầm một cái chỗ không thể chấp nhận được, và điều đó thì đến lỗi đến từ anh xe tải này. Anh này anh đã không không làm chủ được cái tốc độ của mình khi vào đến khu vực giao hàng. Điều đó thật đáng tiếc cho chúng ta. Rồi chúng ta vẫn chọn chợ cái hàng này đi. Hàng đấy là hàng khá tiền mà, nhiều tiền mà. Rồi ok, chúng ta lại lên đường. Và bây giờ thì chúng ta đang đi đường đèo đây. Đây là một trong những đường đèo khá là, ô đường này khá là đẹp mọi người này. Coi cái này cho đẹp trai nào. Rồi bật đèn lên. Các bạn thấy không? Đây là một trong những đường khá là đẹp. Đường chảy không gồ ghề, nhưng đường thì hẹp thôi, đi qua một con đập đây.